không có ý kiến gì cái phần đề xuất xét nghiệm ở đây bọn em làm cũng khá là đều rồi. Anh nghĩ là ở đây các bác sĩ cũng làm như vậy. Thì em để cũng để lên cho anh phần chẩn đoán bệnh lý 3-0 cái phần đề xuất xét nghiệm, thì chúng ta tập trung chính vào cái phần này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ phải làm cái xét nghiệm về đầu tiên là để chẩn đoán hội chứng cường giáp trước. Thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm về hormone tuyến giáp và hormone tuyến yên. Đấy, thì đây bạn có làm FT4, T3 và TSH. Thông thường trên lâm sàng của anh hay sử dụng nhất là FT4 và TSH. Thì so sánh T4 và T3 ấy, thì cái nào có ý nghĩa hơn và cái có về đánh giá chức năng tuyến giáp, thì thông thường ta thấy rằng gì T4 có ý nghĩa hơn. Bởi vì sao? Vì 80% 80-90% hormone tuyến yên tuyến giáp tiết ra là gì T4. Vậy chúng ta đánh giá chức năng của tuyến giáp nó phải dựa vào T4 là chính. Còn T3 thì là gì? Tiết ra ít hơn và đồng thời là gì? T3 chủ yếu là từ T4 chuyển sang T3 ở ngoại vi. Đó, đúng không ạ? Vậy thì T3 thì đánh giá sẽ khó hơn. Đó, không không đúng bằng T4. Thế thông thường mà anh hay sử dụng T4. Còn khi mà bệnh nhân có triệu chứng cường giáp mà bọn em xét nghiệm là gì? T4 bình thường, đúng không ạ? TSH thấp thì chúng ta sẽ làm gì? Làm thêm T3 để đánh giá xem là có phải gì? Ngộ độc T3 hay không? À, nhiễm độc T3 đấy thì chúng ta sẽ đánh giá khi đó. Còn đa số ở trên lâm sàng anh sử dụng thì không FT4 mà TSH thôi. Thế ở trong 3-0 thì chúng ta thấy là gì à, cường giáp thì gì FT4 nó sẽ tăng và TSH sẽ giảm. Còn một số bệnh lý khác như là gì u tuyến yên tiết ra TSH ấy, thì chúng ta thấy là TSH sẽ tăng, FT4 sẽ tăng. Em phải chú ý cái đoạn đó. À, rồi xét nghiệm đánh giá về kháng thể của bệnh lý 3-0. Thì đây bạn có kể ra tương đối là gì? Là có tận 3 loại kháng thể. Thì thực chất thì sao? Đặc hiệu nhất 3-0 chúng ta chỉ làm TRAb thôi. Còn anti-TPO và anti-TG thì nó không đặc hiệu trong bệnh lý 3-0. Tuy nhiên là gì? Anti-TPO thì có thể tăng. Nhưng mà anti-TPO tăng ấy thì chúng ta tăng đặc biệt là tăng cao rất là nhiều ấy. Cho chúng ta thấy một cái gì coi như này sẽ có nguy cơ chuyển sang từ 3-0 sang gì viêm tuyến giáp mãn tính, viêm tuyến giáp mãn tính Hashimoto. Tuy vì cái hai bệnh đều là tự miễn và cái kháng thể này thì đều có thể có ở cả hai, tuy nhiên nó sẽ nổi trội về kháng thể ở bên nào thôi. Nếu mà nó nổi trội ở TRAb thì nhân nó xuất hiện tình trạng cường giáp, còn nếu mà nổi trội anti-TPO thì có thể là gì bệnh nhân có thể xu hướng để tăng suy giáp. Đó. Còn anti-TG thì sẽ không dùng. Anti-TG thì vì sao? Vì cơ thể chúng ta thì có tuyến có TG có tuyến còn tuyến giáp tức là còn TG, mà còn TG thì sẽ có thì có anti-TG nên rất ít khi thì ít khi dùng dùng TG để chẩn đoán bệnh lý 3-0, đúng không ạ? Chủ yếu là xác định đặc hiệu là TRAb. Ok, thế các em hiểu hiểu không ạ? Cho anh mấy phút nhé, để anh rồi. Tiếp theo nhé, thì đấy là những cái mà đặc hiệu của bệnh lý 3-0. Thế trên lâm sàng một cái dễ dàng hơn, dễ dàng tiếp theo nữa thì bọn anh hay dùng là hoặc là các bác sĩ anh nói về lâm sàng vì hơi anh nói bọn anh thực ra là hơi lâm sàng nên anh nói như vậy. Thế thì chúng ta sẽ phải sử dụng tiếp theo là gì, là siêu âm tuyến giáp, thì cái này cũng tương đối là dễ. Thì hình ảnh của 3-0 ấy nó có một số cái nó điển hình như là gì, là chúng ta thấy tuyến giáp nó phì đại, nó to ở cả hai thùy, đặc biệt là phần eo ấy, chúng ta thấy nếu mà đo phần eo sẽ tăng kích thước cả phần eo nữa. Và do là gì, do là nó là
có tăng sinh là nó có gì cường các cái chức năng của tuyến giáp à, thì vậy các mạch máu ấy nó mang đến à, cung cấp cho tuyến giáp rất là nhiều, vậy chúng ta thấy có tình trạng tăng sinh mạch ở trong tuyến giáp này. Và đặc biệt là gì à, thấy thêm một cái vùng có tuyến giáp có giảm âm, các em nhìn thấy đây có rất là nhiều vùng giảm âm, đây là đây bệnh nhân này có thể giảm âm không đều, có những trường hợp là gì giảm âm rất là nhiều, giảm hết toàn bộ, đặc biệt là cái phần chúng ta thấy là gì tăng sinh mạch nhiều là một cái giá trị trong chuẩn đoán bệnh nhi 3-0. Cái tăng sinh mạch này thì ta làm cái dấu hiệu là gì, đặt ống nghe vào ấy, nghe tiếng tiếng thổi ấy, quên tiếng biếu mạch ấy, và tiếng thổi ấy, thì trong bệnh lý ba rô như vậy, hình ảnh siêu âm đó. Còn khó hơn có một số cái xét nghiệm ở bên trên bạn có đề nghị là gì, là độ đo độ tập trung và xạ hình tuyến giáp, thì chúng ta sẽ làm cái đo độ tập trung và xạ hình tuyến giáp khi nào, tại vì hai cái này sẽ dùng yếu phóng xạ và làm nó không phải là dễ, nó tương đối là phức tạp và không phải ở nơi nào cũng làm được, chỉ làm được ở một số cái bệnh viện mà có cái yếu phóng xạ như là gì Bạch Mai này, là anh thấy có này, rồi bệnh viện 108 này, rồi bệnh viện là 103 đó, bệnh viện nội tiết trung ương. Nội tiết trung ương là mới có thôi, còn trước đây cũng chưa có, bởi vì cái nơi phải nó phải thu phóng xạ thì quy trình nó rất phức à, thì chúng ta sẽ làm khi nào để đánh giá về về dùng các cái xét nghiệm này để chẩn đoán bệnh lý bao lâu, thì thông thường là gì là khi cường giáp là TRAB mà thấy là gì nó không tăng à, siêu âm tuyến giáp gì cũng không điển hình cho bệnh lý về gì bệnh lý về 3-0, thì chúng ta mới bắt đầu là đo tập trung và xạ hình phóng xạ à, đo tập trung à, thì đo tập trung ở trong bệnh lý 3-0 thì chúng ta thấy là gì là cái độ tập trung, độ bắt xạ của iốt này này là sẽ tăng à, tăng. Còn các bệnh lý về gì viêm tuyến giáp ấy, khi dùng đo độ tập trung ra đánh giá là do 3-0 hoặc hay là các bệnh lý gì viêm tuyến giáp, là gì trong viêm tuyến giáp thì sẽ độ bắt đo tập trung thì sẽ giảm đúng không, vì tuyến giáp bị viêm mà à, các tế bào tuyến giáp lúc đó thì nó chức năng nó sẽ giảm à, thì độ bắt xạ nó bắt đầu là gì à, độ đo tập trung nó sẽ giảm là mất giảm bắt iốt phóng xạ. Còn xạ hình thì chúng ta dùng khi nào? À, xạ hình chúng ta dùng khi mà gì? Và siêu âm tuyến giáp có tình trạng là nhân tuyến giáp. Đúng không ạ? Để chúng ta đánh giá là cái nhân tuyến giáp này nó có gì? Có bắt xạ hay không? À, khi chúng ta đo tập trung thì là gì? Nó là một cái đo về cái khả năng là gì? Phóng xạ nó thu được ấy. Nó tính theo gọi là gì? Mỗi một lần nó phóng ra các cái gọi là các cái tia, hoặc là có thể tia gamma hoặc là tia beta gì đấy ở trong sau khi nó bị phân rã phóng xạ đấy, thì đo tập trung chỉ đánh giá được cái chức năng thôi, khả năng thu bắt thôi, còn hình ảnh chúng ta muốn cái hình ảnh thì chúng ta phải dùng xạ hình, thì trong xạ hình tuyến giáp mà biểu nhân độc ấy, tức là nhân độc tuyến giáp ấy, chúng ta thấy gì tuyến giáp chỉ tập trung bắt iốt phóng xạ ở tại vị trí của nhân thôi, còn những vùng xung quanh là nó không bắt xạ đấy, thì đấy đấy là vai trò của xạ hình là như vậy. Xạ hình để đánh giá thì chuẩn đoán biểu nhân độc, còn nếu mà trong 3-0 thì phóng xạ nó sẽ bắt đều của gì? Tất cả tuyến giáp ừ. Thì đấy là cái hình ảnh chúng ta thấy như là hình ảnh đấy là toàn của toàn bộ tuyến giáp, còn trong biểu nhân độc ta thì nhìn thấy trong cái nhân đó thôi, cái nhân đó nó sẽ tăng bắt xạ ở tại vị trí nhân, thì đấy là những cái xét nghiệm để chúng ta chẩn đoán bệnh lý 3-0. Còn đây bạn có làm thêm gì các cái xét nghiệm khác như là điện tâm đồ, siêu âm tim, rồi và các cái như xét nghiệm sinh hóa khác thì ok. Thì đây là những cái mà anh giải thích cho bạn em về cách chẩn đoán bệnh lý 3-0. Rồi ok. Ok, còn à, về à, bệnh lý về khớp ấy, thực ra là anh cũng không có kinh nghiệm lắm về bệnh lý về khớp cho bệnh nhân này. À, tuy nhiên ở đây thì các em có đề xuất xét nghiệm khá là đầy đủ rồi. Thì bệnh nhân bệnh chúng ta phải hiểu là bệnh tuyến giáp ấy à, bệnh lý 3-0 ấy nó là một bệnh lý tự miễn đúng không ạ, bệnh lý tự miễn, vì vậy thì khi mắc cái bệnh lý về tuyến giáp bệnh 3-0 thì có rất có thể bệnh nhân sẽ có tỷ lệ phần nào là bệnh nhân sẽ mắc các bệnh lý tự miễn khác à, và thường hay gặp chúng ta hay gặp các bệnh lý về tự miễn là gì ạ à, viêm khớp dạng thấp à, thứ hai là gì ạ, thứ hai là bệnh lý lupus là hay gặp nhất, hai cái bệnh lý đấy là anh thấy là hay gặp nhất.
Ngoài ra một bệnh lý khác nữa là gì? Viêm gan tự miễn, viêm gan miễn. Khi mà bệnh nhân mà 3-0 mà có tình trạng tăng men gan, đặc biệt là tăng cả bilirubin nữa, thì các em phải chẩn đoán thêm là có bệnh viêm gan tự miễn hay không. Đấy là các bệnh lý tự miễn. Thì chúng ta cũng chỉ loại trừ thôi. Vì sao? Bệnh nhân này thì các cái triệu chứng bệnh nhân mới bị có 2 tuần về đau khớp thôi. Các cái xét nghiệm và các cái lâm sàng ra chưa phù hợp cho bệnh lý gì về lupus, chưa phù hợp cho bệnh lý về viêm khớp dạng thấp, thì cái này cũng tương đối là khó. Chúng ta sẽ phải chẩn đoán thêm, đặc biệt là phải dựa vào các cái cận lâm sàng thêm thôi. Ở đây có kháng thể kháng nhân và kháng thể DNA dương tính, thì rất có khả năng là bệnh nhân này sẽ mắc các bệnh như là lupus. Còn các cái chẩn đoán về sốt thì bạn có đề xuất ở đây hết rồi, thì sang phần chẩn đoán em chuyển cho anh phần chẩn đoán xác định đi. Bệnh nhân này có bệnh lý 3-0, triệu chứng nối mắt ác tính thì anh đã bảo rồi đúng không ạ, mình sẽ bỏ cái phần triệu chứng nối mắt ác tính và hạ kali máu đi. Viêm khớp mà chưa loại trừ bệnh tự miễn thì cũng không cần thiết em ạ. Thực ra em có thể nói là viêm đa khớp tự miễn, còn là do cái gì thì thực ra em chưa biết được thôi, không sao. Viêm gân coi nhiều thì ok, ở đây có rồi. Thực ra thì cái viêm gân nhiều thì có thể đi kèm trong bệnh lý về thì bệnh nhân tự viêm tự miễn, nhưng mà ok, ở đây thì mình rõ một cái vị trí của nó rồi, mình có thể để đấy. Cái sốt chưa rõ nguyên nhân đấy thì anh nghĩ là em có thể bỏ đi được. Khi chẩn đoán xác định rồi chúng ta đừng nên ghi chữ gì chưa rõ nguyên nhân. Vì sao? Vì cái sốt có thể gặp ở trong bệnh gì? Bazero có thể tăng thân nhiệt đúng không? Viêm khớp tự miễn, các bệnh đi về tự miễn có thể gây ra tình trạng sốt. Đó. Và ở đây được đặc biệt ở bên trên em nó loại trừ các bệnh lý gì như là đanh này, cúm này, rồi gì nữa? Lupus. À quên, đanh cúm là gì? Là COVID đấy thì âm tính rồi đúng không? Để chúng các cái bệnh lý nhiễm trùng hay gặp thì bị âm tính rồi. Thứ hai là gì? Procalcitonin này thì cũng không phải tăng quá nhiều, thì cái bệnh lý nhiễm trùng thì cũng chả thế, thế là gì, là không rõ, nó không có đúng không? Em có thể là gì, có thể dùng để cho chẩn đoán là gì, sốt ở trong các bệnh lý về viêm khớp, các bệnh lý về tự miễn, rồi dị ứng thuốc thì ở đây bạn có nói nêu rồi, được chưa? Rồi có bạn nào thắc mắc gì không ạ về vấn đề chẩn đoán ạ? Chúng ta cứ thảo luận thôi, anh cũng không không áp đặt gì đâu. Em thưa anh ạ, em có đọc được là trong các cái tác dụng phụ của thuốc kháng giáp ấy, thì có một cái tác dụng là gây ra viêm các cái khớp ấy, thì ở trong trường hợp này mình có nghĩ đến là viêm đa khớp ấy là do tác dụng phụ của thuốc kháng giáp không ạ? Bệnh nhân cũng được sử dụng nhiều loại thuốc rồi ạ. Thì cái vấn đề là anh cũng chưa thấy là cái tình trạng là bị viêm khớp mà do dùng thuốc kháng giáp nhiều. Hay gặp nhất là anh hay gặp là chỉ có tăng men gan và giảm bạch cầu là rất hay gặp. Còn viêm khớp mà thực ra thì bệnh nhân mới dùng một thời gian rất là ngắn thôi mà đã có biểu hiện là gì? Là đau khớp rồi thì anh nghĩ là cũng không hẳn là do thuốc đâu. Đó nên anh nghĩ vậy. Dạ Thực vâng ra ạ. mình muốn là loại trừ do thuốc, mình phải tìm loại trừ hết các nguyên nhân khác đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nghĩ là do thuốc, chúng ta loại trừ các nguyên nhân khác, đặc biệt là các bệnh lý có thành bệnh ấy. Nếu như bệnh nhân này thì có kháng thể kháng nhân dương tính rồi đúng không ạ, thì anh nghĩ là cũng cái này cũng nghĩ là do thuốc. Và sốt thì có thể một cái phần nữa là sốt trong bệnh lý Bazero chúng ta hay gặp là như anh có nói là gì, lúc ấy bạn ấy có nói là loại trừ về cơn bão giáp, thì cơn bão giáp thì đúng là có sốt, tuy nhiên là sốt trong cơn bão giáp rất là cao và đi kèm với nó là các triệu chứng về nhịp tim tăng rất là nhanh, bệnh nhân có thể nhận suy tim cấp, bệnh nhân sẽ có tình trạng là hoang tưởng rồi kích thích,
và sau đó thì hôn mê. Các triệu chứng khác như là tiêu chảy, mất nước, rồi sốc. Đấy thì nếu mà triệu chứng của cơn bão giáp là rất là nặng. Nói thì bệnh nhân này thì có mỗi sốt thôi, những triệu chứng khác thì trong cơn bão giáp thì không có. Nhưng cái sốt trong cơn bão giáp thì lại anh không nghĩ tới. Là sốt do bão giáp thì anh không nghĩ tới. Còn một cái sốt nữa là trong bệnh nhân bao giờ là bị nhiễm bị do hạ bạch cầu, là có thể khi hạ bạch cầu thì có thể là dẫn đến sốt. Thì ở đây bạn có làm xét nghiệm mà công thức máu rồi thì bạch cầu thì bình thường nên không nghĩ tới là gì, là sốt do giảm bạch cầu. Đấy. Được chưa? Rồi. Về bệnh án bệnh nhân này là như vậy. Anh cũng sẽ nói thêm thêm một chút cho em một chút là vấn đề về điều trị của bệnh nhân này, của bệnh nhân. Thì có 3 phương pháp điều trị chính trong bệnh lý Bajedo. Đó là điều trị nội khoa, thứ hai là điều trị phẫu thuật và thứ ba là điều trị iốt phóng xạ. Thì ở Việt Nam ấy thì thông thường nhất là các bác sĩ hay điều trị bằng thuốc kháng giáp trước. Bởi vì sao? Vì iốt phóng xạ thì một là điều trị sẽ rích rắc hơn, bệnh nhân phải đi đo đồ tập trung này, sau nó sẽ phải chuyển đến nơi có chất phóng xạ. Thì thông thường là hay điều trị thuốc kháng giáp trước. Thuốc kháng giáp thì ban đầu mình sẽ điều trị sẽ theo phác đồ tấn công, sau đó phác đồ duy trì. Thì thường phác đồ tấn công được từ 4 đến 8 tuần, sau đó là chuyển sang duy trì. Thì tác dụng phụ của thuốc kháng giáp thì bắt đầu anh vừa nói là gì, có giảm bạch cầu này, đặc biệt là giảm bạch cầu hạt. Sau đó là gì, tăng men gan. Đấy là những cái tác dụng phụ, rồi dị ứng thuốc kháng giáp thì hay gặp. Khi mà có tác dụng phụ rồi hoặc là bệnh nhân có các biến chứng của Bajedo như là suy tim rồi, rung nhĩ rồi, thì thông thường bọn anh sẽ, các bác sĩ sẽ chuyển sang điều trị gì, bằng iốt phóng xạ, hoặc là có tác dụng phụ của thuốc thì sẽ chuyển sang iốt phóng xạ. Đấy. Và cuối cùng nếu mà điều trị iốt phóng xạ hoặc là thuốc kháng giáp mà vẫn cứng giáp, đặc biệt là gì, ta nhìn thấy là tuyến giáp của bệnh nhân rất là to này, đấy, TLAB tăng cao, thì gợi ý cho là gì, cái việc điều trị thuốc kháng giáp nó sẽ thất bại. Thì sẽ được cân nhắc là sẽ đi phẫu thuật. Đấy, cắt tuyến giáp thì nó sẽ phải cắt toàn bộ hoặc là cắt bán phần. Thì đấy là những phương pháp điều trị bệnh lý Bajedo. Ngoài ra thì chúng ta phải thêm các thuốc như là điều trị triệu chứng như là gì, làm giảm nhịp tim này, thuốc an thần này, bù dịch này, nghỉ ngơi này. Đó. Thì đấy là vấn đề điều trị của bệnh lý Bajedo. Được, có bạn nào hỏi gì nữa không ạ? Em thưa anh ạ, em có khám một bệnh nhân có được chẩn đoán là Bajedo nhưng mà suy giáp do có triệu chứng suy giáp do thuốc ạ, do thuốc kháng giáp, nhưng mà em khám thì em lại thấy bệnh nhân có nhiều triệu chứng của hội chứng cường giáp hơn là suy giáp bệnh nhân. Thế em không biết là phân biệt hai cái hội chứng đấy trên lâm sàng thì có cái điểm gì để mình lưu ý để phân biệt rõ hơn. Vì em khám thì bệnh nhân mặt cũng không có vẻ thờ ơ, không có cái triệu chứng giống như của suy giáp, nhiều triệu chứng của cường giáp hơn. Ok, em cảm ơn. Thực ra thì anh thấy thế này, cái khi em khám được ấy là các triệu chứng anh nói là em khám rất là đúng luôn, là khi em khám được là các triệu chứng về cường giáp. Thì khi chúng ta điều trị thuốc, đặc biệt là chúng ta cho uống thuốc liều cao ấy, thì bệnh nhân sẽ chuyển sang là các cái xét nghiệm ấy nó sẽ ức chế tuyến giáp rất là nhanh, ức chế tuyến giáp rất là nhanh. Thì khi ức chế tuyến giáp nhanh như vậy thì sẽ có xu hướng là gì, tuyến giáp bị gì, bị suy, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái suy đó nó chưa thay đổi về cái lâm sàng mà em khám được, nghĩa là suy nó thời gian rất là ngắn, rất là nhanh đấy, thì cái triệu chứng của cường giáp của bệnh nhân chắc chắn là vẫn còn, như là gì, là run tay nó vẫn còn này, đúng không ạ? Nhịp tim nhanh ta vẫn còn. Đấy thì cái đó là gì, là cái suy giáp mà bác sĩ chẩn đoán đấy là trên xét nghiệm mà em bệnh nhân mà em biết đấy, là dựa trên xét nghiệm là chính chứ còn không phải trên khám lâm sàng. Em hiểu ý anh không? Dạ vâng ạ. Cái thời gian mà nó suy giáp nó ức chế nhanh như vậy
thì chưa đủ để làm thay đổi về lâm sàng. Nếu mà suy trong thêm vài tháng nữa xem thì em thấy là gì, nó có sự khác biệt là gì, bắt đầu nhịp tim nó chậm đi này. À, đúng không? Bệnh nhân có thể táo bón. Rồi còn triệu chứng mà trí tuệ mà chậm chạp ấy, thì thường rất là lâu, nó không nhanh như vậy. Đặc biệt là người trẻ chúng ta thật ra ít khi thấy triệu chứng về là chậm chạp như vậy. Thông thường là thấy chậm chạp rồi đờ đẫn là người lớn tuổi thôi. Rồi. Có bạn nào hỏi gì nữa không ạ? Nếu không hỏi gì thì chúng ta kết thúc tại đây. Đấy, thì có một việc nữa là gì, là nhờ bạn U Phương là làm bệnh án bệnh nhân này thì cố gắng là gì, là theo sát bệnh nhân này để xem là cái chẩn đoán viêm khớp của bệnh nhân là bệnh gì. Dạ vâng ạ. Đó. Nhưng mà bệnh nhân được ra viện rồi ạ. Ra viện rồi. Thế có hỏi bác sĩ là chẩn đoán là gì chưa? Em chỉ xin được bác sĩ cho xem bệnh án thôi ạ. Em biết bác sĩ nào điều trị không? Em cũng không biết. Ok rồi. Thế thôi. Là kết thúc tại đây. Vâng ạ. Chúng em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh ạ.